Ai nói là chỉ có tô tượng mới vui, tô chanh số cũng vui mà. Tại hôm bữa mình đi cà phê á, sau đó mình thấy hai bé cấp 3 ngồi tô chanh số vui gần chết luôn, nên mình phải mua một tấm về kiếm người tô chung á. Một set thì nó sẽ có sẵn luôn màu rồi cọ, nên mọi người cứ kiểu cầm hết nguyên một cục đó đi ra picnic hoặc là đi cà phê tô chung với ai đó cũng vui. Nè giống mình nè, cái này đám giỗ á, xong rồi anh chị em ngồi bu lại tô vậy á, nó nhanh, khoảng có 2 tiếng là xong hết à. Nhưng mà đương nhiên là cái tranh dễ dễ nha, chứ nếu mà cái tranh nhiều chi tiết hay là to quá thì tốn hơi kha khá thời gian á. Tô tranh số vậy á, được cái là màu nào nó cũng đã được chọn sẵn rồi, nên kết quả lúc nào cũng sẽ đẹp, không có bị sukana như tô tượng.